xin kính chào bà con nha. Hôm nay mình đi lai dạo dưới một cái mẫu bông trang để cho bà con có thể giao lưu. Đây là bông hoàng kim, hoàng kim màu vàng nha. Hiện tại là mình đang chuẩn bị gửi hàng một số cây bông hoàng kim với mỹ vàng với cam đài loan. Thì mình giao lưu với bà con là bông hoàng kim chậu vậy, với đây là mỹ vàng đang xung ra rễ rất là mạnh nha mọi người. Thì có nhu cầu xin liên hệ với mình qua số điện thoại của mình nha bà con. Đây chuẩn bị gửi hàng hai cây mỹ vàng, hai bông hoàng kim và một số cam đài loan rất là gọn nhẹ. Và tiếp theo mình sẽ có một số cây để chia sẻ cho bà con tiếp. Tiếp theo chia sẻ cho bà con một mẫu cây bông trang màu vàng có tên là vàng Dubai. Một hàng cây tầm khoảng 30 chậu. Đây là bông đang chuẩn bị nở. Một chậu chậu 10, cây thoát thân cao tầm khoảng 1m2. 300.000 cây. Mọi chi tiết xin liên hệ ông chủ vườn này. Nhưng chưa cho số điện thoại. Đó chứ bà con nào có yêu thích thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ chạy xuống giao lưu cho bà con. 300.000 một cây vàng Dubai. Mặt bông ở đây nghe mọi người. Cây thì tông nó hơi cao. Hay lắm. Có khoảng 1m2, 1m5 cũng có nữa. Đó, như vậy đây. Rồi, kết thúc clip. Cho số đại luôn đi anh ơi. Ai xem được tới cái đoạn này thì người ta có thích thì người ta điện thoại cho anh. Đọc đi, số mấy? 079 800 1218. Nguyên cái khu vườn bao la phía sau còn rất là nhiều loại nữa nghe mọi người. Có nhu cầu thì xin điện thoại cho anh. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người xem clip nha. Tiếp theo chia sẻ với bà con cái cảnh ruộng hoa. Đây là bông trang cam Dubai, người kêu là thái đỏ, rất là đẹp. Đây cái cảnh người nông dân chúng tôi trồng hoa đây. Thứ tư buổi trưa, trời nắng rất là oi bức. Mình cũng đi quay một cái clip chia sẻ cho bà con và các bạn cùng xem. Đây là cái chậu bông trang trái tim, lá nó hình trái tim vậy nha mọi người. Cũng hết sức là dễ cưng. Bông thì đã tím, con nào có yêu thích thì cứ liên hệ với mình. Chủ vườn thì không có chịu xuất hiện trước công chúng và không có cho số để liên hệ, sợ làm phiền. Số trang trái tim còn rất là nhiều. Chậu này thì chậu chín nha mọi người. Chậu chín cao tầm khoảng 2 tấc 3 tấc, tàn ngang thì cũng tầm khoảng một gang tay là khoảng 2 tấc rưỡi. Đây là bóng dáng của ông chủ quản lý một doanh trại, một nông trường bông trang có xứ luôn. Ủa anh nhận xứ này mình không ghép anh. Trời,
cam thì là nó mỗi chậu cao tầm khoảng 6-7-8 tấn đó. Rồi bên đây là một số thái vàng, hoa rất là đẹp, vàng nghệ luôn nha mọi người. Có những cái cánh nó chạy sọc đỏ luôn mọi người ơi, rất là đẹp nè. Cao cũng 3-4 tấc. Bên trong hơi sình quá, mình không cộ vô. Cái loại thái vàng này nó bông nó to hơn cái loại kia nha mọi người, đẹp hơn. Sâu vô bên đây thì có một số tạng thái hồng phấn, nhiều loại. Bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Có những cái clip thì mình cho số điện thoại của chủ vườn. Có những cái clip chủ vườn không cho thì mình cũng không có dám chia sẻ lên cho bà con xem. Ai có xem clip có yêu thích cây thì không liên hệ được, chứ chủ vườn thì liên hệ với mình. Đây hồng phấn một cốt, vành bằng ngón tay, có thân lên tầm 2 tấc. Cái này nhìn dáng rất là đẹp. Chờ này nè, một cốt không, chậu chín cao 6 tấc 5 tấc. Đây là thái một cốt, cánh đồng hoa mẫu đơn. Rồi mình chia sẻ cho bà con xem một đoạn clip ngắn như vậy thôi. Tạm chia tay tại đây và chia sẻ tiếp cho các bạn những cái ruộng hoa mẫu đơn khác. Xin mến chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip.